Giờ này là giờ nghỉ trưa. Đứa nghỉ trưa, đứa chơi game. Thánh của thánh chơi game. Tại em thua đã chữ lắm. Má. Giới thiệu với cả nhà, khi nào tôi lên 10 ký là chữ của tôi. Tôi chắc là lên nở. 1-2 ký lên nở, nhưng 1 ký lên khó lắm bà con. Không có chuyện nó xảy ra đâu. Nhưng mà nói vui, cần cho vui thôi. Giờ này được trai dữ vậy. Game mà mấy cái lúc nào mà ảnh thua người ta bắt đầu ảnh làm giặt lên, anh chửi đậu phộng mày, đậu miếng mày. Đây là thuộc phái dòng họ của Ninja Rùa. Mấy bạn biết bộ phim Ninja Rùa không, hay là anh em ninja rồi, với lại bên cái gì mà ở bên Nhật Bản nó có cái nhóm mà sát thủ gọi là gì ta, ninja à, lúc nào là mặt cũng kính mít đó, khăn trùm kính mít đó, hai con mắt ra thôi. Mà hai con mắt cũng đỡ, như cái này là không có ló hai con mắt luôn, có hai con kính nữa. Tới bốn mắt. Đang cũng kiếm đường binh. Đây gọi là gánh tem mọi người. Tem không thấy gánh mà thấy chết không. Thấy giống như thằng em tôi bên quán không hẹn vậy, nó kêu gánh tem là gánh gì chết bỏ dậy luôn. Mọi người mong nói gì nghe bà con, rớt đi luôn. Cái LM. Cái LM nơ. Cái LM nơ. Sát thủ mọi người.